Kính thưa quý vị, và bây giờ đó là chương trình rất đặc biệt ngày hôm nay, chương trình bốc thăm may mắn để dành tặng cho quý vị. Và ngày hôm nay, quý vị đến đây, quý vị nào đều có quyền lợi của mình cả. Ai sẽ là người may mắn nhận những món quà rất ý nghĩa của câu lạc bộ này? Vâng, và cho phép tôi xin được mời một người đẹp lên giúp tôi để bốc tấm phiếu này được không ạ? Ba người đẹp đi. Vâng, xin mời người đẹp Tăng Minh Phương ạ. Xin mời người đẹp năm con gái ạ. Xin mời người đẹp Đỗ Tuyết Nga ạ. Vâng, xin mời ba người đẹp sẽ lên giúp MC bốc những tấm phiếu may mắn để dành tặng cho mọi người đi ạ. Quý vị, trước khi quý vị vào đây, quý vị đã được nhận tấm phiếu của mình rồi. Quý vị hãy bỏ ra bên ngoài trước mặt đi để chúng ta cùng nhận phần thưởng của ban tổ chức quý vị nhé. Vâng, buổi tối ngày hôm nay thì câu lạc bộ chúng tôi sẽ dành ra 5 phần quà rất ý nghĩa để gửi tặng cho 5 người may mắn trong buổi tối. Vậy thì quý vị có tấm phiếu của mình, quý vị hãy nhanh chóng khẩn trương dở ra trước mặt của mình để xem ai là người may mắn nhất. Vâng, kính thưa quý vị, và chương trình bốc thăm may mắn ngày hôm nay xin phép được bắt đầu. Vâng, cho phép xin mời người đẹp Tăng Minh Phương giúp MC bốc 2 phiếu đầu tiên ạ. Để MC đọc luôn cho nhanh ạ. Xin được chúc mừng chủ nhân mang số 5. Đó là ca sĩ Lê Cát Tường. Tại sao mà chị lại may mắn đến vậy chị? Vâng, kính thưa quý vị, và bây giờ đó là tấm phiếu số 2 được. Đó là chủ nhân mang số 7. Số 7 là ai ạ? Ai có số 7 thì lên được cầu ạ. Số 7 là ai ạ? Rồi, đó là một bạn gái rất xinh đẹp. Xin mời em đứng vào sau ạ. Đứng vào sau đây em. Chị Lê Tường ơi, đứng vào sau sau. Và xin mời người đẹp 5 con gái giúp MC bốc 3 tấm phiếu tiếp theo ạ. Xin được chúc mừng chủ nhân mang số 21. 21 là chủ nhân là ai ạ? Ôi lại chỉ 5 con gái. Vâng, xin được chúc mừng chủ nhân mang số 32. Đỗ Thanh Hà. À, Vũ Thanh Hà. Vâng, xin mời ca sĩ Vũ Thanh Hà. Và tấm phiếu cuối cùng ngày hôm nay đó là ai sẽ là chủ nhân của tấm phiếu này? Xin được chúc mừng chủ nhân mang số số 27. Sung sướng quá, nhận quà của ban tổ chức là mọi người giật hết cả mình luôn ạ. Số 27 là ai đây ạ? Số 28 là ai ạ? Nguyễn Anh Tuấn ạ. Số 28 là ai ạ? Nguyễn Anh Tuấn ạ. À, xin mời ca sĩ Nguyễn Thanh Tuấn ạ. Vâng, đấy là người lần đầu tiên đến với câu lạc bộ được nhận quà của câu lạc bộ. Vâng ạ, xin mời 5 người may mắn hãy đứng vào hàng dưới để chúng ta cùng nhận quà của ban tổ chức ạ. Và xin mời người đẹp Thùy Dương Vũ sẽ giúp ban tổ chức trao 5 món quà này cho 5 người may mắn trong buổi tối ngày hôm nay. Vâng ạ, kính thưa quý vị, và trên sân khấu của chúng ta đó là 5 người may mắn trong buổi tối ngày hôm nay đã nhận được quà của ban tổ chức. Quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho 5 người đi ạ. Xin cảm ơn quý vị và xin cảm ơn người đẹp Thùy Hương Vũ rất nhiều. Xin mời người đẹp đứng vào để chụp chung một tấm ảnh kỷ niệm đi ạ. Một lần nữa em xin được chúc mừng cho 5 người may mắn trong buổi tối ngày hôm nay và chúc cho tất cả mọi người được nhận quà của ban tổ chức sẽ niềm vui may mắn cho mọi người suốt cả năm 2018 này.